Hôm nay là ngày 18 tháng 4 năm 2024, và hôm nay thì chúng ta có cái kết quả của cuộc thăm dò ý kiến do Đại học Emerson College thực hiện. Cuộc thăm dò ý kiến mới nhất này đó thì cho thấy là ông Trump đang dẫn trước ông Biden 3 điểm. Hiện nay đó thì cái cuộc thăm dò ý kiến này đó thì ông Trump được 46% cử tri ủng hộ ông Trump và 43% cử tri ủng hộ ông Biden. Cuộc thăm dò ý kiến này đó được thực hiện vào ngày 16 và ngày 17 tháng 4 năm 2024, và cuộc thăm dò ý kiến này có 1.308 cử tri tham gia, và cái tỷ số margin of error là 2.6%. Và cũng theo cái kết quả của cái cuộc thăm dò ý kiến này đó, là khi mà họ thêm mà các ứng cử viên của các đảng khác vào cái cuộc thăm dò ý kiến này đó thì cái kết quả nó sẽ là như sau. Ông Donald Trump được sự ủng hộ của 44% cử tri, ông Joe Biden được 40%, ông Robert Kennedy Jr. Thì được 8%, thì ông Cornel West thì được 1%. Và như chúng ta biết là một trong những cái vấn đề mà nóng bỏng nhất ở Mỹ hiện nay là cái vấn đề kinh tế, thì trong cái cuộc thăm dò ý kiến này đó thì người ta cũng có hỏi cử tri về cái vấn đề cost of living, tức là cái chi phí sinh hoạt. Thì 75% cử tri đó họ cho biết là cái chi phí sinh hoạt của họ đó nó đã tăng một cách đáng kể. Và trong số mà 75% cái cử tri mà có cái suy nghĩ mà chi phí sinh hoạt đã tăng một cách đáng kể đó, trong cái số người này đó thì 56% nói là họ sẽ bỏ phiếu cho ông Trump, và 32% nói là họ sẽ bỏ phiếu cho ông Biden. Còn riêng về ông Robert F. Kennedy thì Junior đó, thì như chúng ta biết là ông Robert Kennedy này đó, Junior này đó, là cháu ruột của ông Tổng thống John Kennedy và con ruột của ông Robert Kennedy. Thì ông Robert Kennedy này đó thì nhận được sự ủng hộ của bao nhiêu cử tri? Thì trong cuộc thăm dò ý kiến này đó thì 13% cử tri của những người trung lập, tức là những người mà không có thâu cái đảng nào đó, thì 13% nói là họ sẽ ủng hộ cho ông Robert Kennedy Jr. 12% cử tri mà dưới 30 tuổi đó nói là họ sẽ ủng hộ ông Robert Kennedy Jr. 9% cử tri người Mỹ đen nói là họ sẽ ủng hộ ông Robert Kennedy Jr. Dĩ nhiên là ông cái sự kiện, cái việc mà ông Robert Kennedy Jr. này mà tham gia vào cuộc tranh đua tổng thống này đó, thì bên phe đảng Dân Chủ đó nghĩ là cái số người mà ủng hộ cho ông Robert Kennedy đó sẽ làm tổn hại đến cái việc tranh cử của đảng Dân Chủ. Thì vì họ nghĩ là đa số những người mà ủng hộ ông Robert Kennedy đó, nếu mà sẽ ủng hộ cho đảng Dân Chủ nếu mà ông Robert Kennedy không có trong cái cuộc tranh đua tổng thống này. Và trong cái cuộc thăm dò ý kiến này đó thì cũng có hỏi đến là cử tri về các vấn đề mà họ quan tâm nhất, nhiều nhất hiện nay là những cái vấn đề nào. Thì 36% cử tri nói là họ quan tâm nhiều nhất đến cái vấn đề kinh tế. 21% nói là họ quan tâm nhiều nhất đến cái vấn đề immigration, tức là cái vấn đề mà nhập cư. Thì như là nhất là những cái vấn nhất là cái vấn đề mà nhập cư bất hợp pháp ở phía nam của biên giới của nước Mỹ. 10% cử tri họ quan tâm đến cái vấn đề threats to democracy, tức là cái vấn đề là đe dọa, cái mối đe dọa đến cái nền dân chủ ở Mỹ. Và 9% thì quan tâm đến cái vấn đề y tế, 7% thì quan tâm đến vấn đề abortion hay là phá thai, và 6% thì quan tâm đến cái vấn đề crime hay là cái tệ nạn phạm pháp ở trong xã hội.
Giờ hiện nay thì chúng ta biết là cái cuộc chiến tranh ở giữa Do Thái và những người dân ở vùng Gaza Strip hay là dải Gaza đó, nó cũng đang diễn ra. Thì cái vấn đề này nó cũng có ảnh hưởng đến cái vấn đề bầu cử ở Mỹ. Lý do là những người mà chống, những người mà theo đạo Hồi giáo đó, mà chống Do Thái đó ở Mỹ, đây là những người cử tri ở Mỹ đó, thì họ chống người Do Thái, còn và thường thường đó thì họ bỏ phiếu cho đảng Dân Chủ. Mà cái chính sách của ông Joe Biden đó, của chính phủ Biden hiện nay đó, thì có vẻ như là ông muốn đi hàng hai đó, ông không muốn làm phật lòng những người mà cử tri theo đạo Hồi ở Mỹ, và trong cùng một lúc đó thì ông cũng không có muốn làm phật lòng những người cử tri ở Mỹ mà gốc Do Thái. Thì chúng ta biết là người Mỹ mà gốc Do Thái ở Mỹ thì rất là đông, mà đại đa số thì họ bỏ phiếu cho đảng Dân Chủ. Cho nên cái vấn đề mà chiến tranh ở bên Do Thái đó hiện nay thì nó cũng là một cái vấn đề gây rất nhiều khó khăn cho ông Joe Biden và cho đảng Dân Chủ. Cho nên cái cuộc thăm dò ý kiến này thì họ cũng có hỏi một vài câu hỏi liên quan đến cái vấn đề mà chiến tranh ở bên Do Thái hiện nay. Thì 44% cử tri đó nghĩ là những cái thông tin mà họ nhận được mà liên quan đến cái chiến tranh ở bên Do Thái đó là không chính xác. Và 25% cử tri nghĩ là thông tin là họ nhận được là chính xác. Và 31% thì không có ý kiến. Thì vừa rồi là chúng ta vừa mới xem các kết quả của cái cuộc thăm dò ý kiến mới nhất của Đại học Emerson College. Đây cũng là kết quả mới nhất cho các cuộc thăm dò ý kiến trên toàn nước Mỹ. Thì cái tình hình mà cuộc tranh cử tổng thống giữa ông Trump và ông Joe Biden hiện nay thì cũng chưa có gì thay đổi nhiều lắm. Ông Trump hiện nay thì đang giữ được 295 phiếu đại diện cho cử tri, tức là electoral votes, electoral college votes. Và ông Joe Biden thì được 243 phiếu. Đến đây thì xin hết và hẹn lại kỳ sau, lúc nào mà khi nào mà chúng ta có những cuộc thăm dò ý kiến mới. Xin hết.